Chào buổi sáng. Hôm nay mình sẽ làm món bánh mì chay để mình ăn sáng. Xã của mình rất là thích ăn bánh mì chay dồn đậu hũ. Đây là đậu hũ chiên. Mình cho đậu hũ. Đậu hũ chiên mình có thể nêm nếm, mình có thể sắp cà, hay hoặc mình có thể dùng chả, chả lụa cũng được. Nhưng mà ở đây là mình thích ăn đậu hũ chiên hơn. Tiếp theo là cà chua. Dưa leo. Làm bằng tay đi dễ. Rửa tay sạch sẽ rồi làm dồn vô đồ ăn hay cầm không có sao cả. Một ít ớt tươi. Và có đậu phộng thì rải đậu phộng vô. Hôm nay mình hết đậu phộng rồi. Mình xã mình rất là thích ăn bánh mì chay dồn đậu hũ. Là đơn giản nhưng mà cũng ngon lắm. Là một món ăn sáng để lót dạ. Vừa bổ dưỡng, vừa rẻ tiền nữa. Dễ ăn lắm. Xin mời thưởng thức. Một ổ bánh mì chay dồn đậu hũ, cà chua, cà rốt, dưa leo. Xong.